2-1. Bước vào set thứ tư, đấu thứ tư, đó là tâm lý đang thuộc về họ. Vì những gì các cô gái của Đình Giang họ sẽ làm. Tại buổi thi đấu ngày hôm nay đó là điều rất ấn tượng ở trên sân. Và xin được chúc cho cả hai đội quân chúng ta sẽ có tinh thần tốt đẹp để thi đấu ngày hôm nay. Điểm số đầu tiên cho các cô gái chủ nhà. Tình huống bóng vừa rồi đã chạm vào đường biên dọc. Đó là một tình huống chính xác đến từ trọng tài chính ngày hôm nay. Quyền giao bóng dành cho số 19. Tình huống bắt bước 1 chưa được tốt đến từ Thúy Anh. 2-0 là điểm số cho đội chủ nhà. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin được cảm ơn các nhà đài. Ban truyền thông cũng đang quay phát lên những hình ảnh trên mảnh đất La Xuyên để gửi đi thông điệp. Đó là phong trào thể dục thể thao của quê nhà đang phát triển và mạnh mẽ lên từng ngày. Để mọi người con của quê hương La Xuyên đang sinh sống ở trên mọi miền quê Tổ quốc đã cùng theo dõi. Xin quý vị cùng chia sẻ những hình ảnh. Đường sang ngay của Dương Liên. Vẫn là tình huống ra chuyền hài tốt đến từ vị trí số 3 Dương Liên. 3-0. Thưa các quý vị, và chúng tôi vẫn nói rằng là ở ngoài chúng ta nói rằng là rất dễ, nhưng trong sân tâm lý, khâu tâm lý là rất quan trọng. Bây giờ thì điểm số lại thuộc về cho các cô gái Ninh Giang là 1-3. Quay chỗ kia có hóa nó cái ngồi này. Nhưng mà công nghệ chỗ đấy khó nhìn thật, chỗ này nó dễ nhìn. Chỗ này nó nhìn được rõ luôn, nó rộng hơn. Cái này các bà đánh truyền hơi trước. Cho quý vị vui mừng phấn khởi thi đua thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
34 và 137 ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Cùng đó là 133 ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và mọi người, chúng ta đang hướng về tháng 5, đó là tháng hoạt động của công nhân lao động. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
14 6 cho Phương An. Thank you.
cho La Vệ La Xuyên. Ra lưới ra, cầu vào đâu. Mày biết rồi. Bên này có vào chơi chân cái gì? Quả nào là gần cơ còn đá được, cái xa quá rồi. Bắt đầu vào vị trí thủ thành. Ôi trực lưới bóng rồi. Đấu ra từng có dừng chân điểm số 21 cho đội tuyển hai câu. Ra rồi. Đây là xin mời các quý vị chúng ta cổ vũ cho tinh thần và 12 cầu thủ lúc này. Vậy hôm nay chúng ta thi đấu có điểm cho Thiên An và bắt đầu đến từ Chu Hoàng Lệ và đã thành công đi lên hàng đầu. Quang ơi, cu đâu? Tiếp tiếp là những phần về lý chúng ta có thể là bạn huấn luyện. Rồi. Chắc là một lúc nữa thôi anh ạ. Gia đình hay là đi đâu anh? Lúc nào em xong em gọi anh nha. Anh sẽ nào. Mình vứt bóng tốt. Đó là những thời điểm mà Hoàng Thiên đang có được tỷ số của mình. Còn bóng rồi. Bóng điểm số 16. Đâu vậy ạ? Quận. Come on.
chúng ta sẽ có sử dụng đến 4 đến 5 trọng tài. Hôm nay chỉ một trọng tài chính như vậy là cũng đã là điều tuyệt vời rồi. Và những tình huống trọng tài sẽ có và sẽ có những đất của chúng ta. Thank you.
lần đấy. Đập quần nó đập xuống. Không, tức là bên này đập phát thẳng, mình chỉ có vài đập quần thôi. Cố lên. Lên mêu cho có số 2 nó đập tiếp. Úi giời ơi. Thank you.